Xin chào tới quý vị anh chị và các bạn thân mến. Ngày hôm nay Tài An điện tử Thắng Audio về đôi loa BMB CS2000 là cũng một dòng loa đặc biệt mà hôm nay anh Thắng muốn gửi đến toàn thể quý vị anh chị cũng như các bạn đam mê âm thanh gần xa. Ngày hôm nay sẽ test một bộ karaoke bao gồm là một đôi loa BMB CS2000, một âm ly BO D3.2. Trị giá của bộ karaoke này là 6.600.000 đồng. Và riêng đôi loa này là 3.600.000. Đôi loa này thì nó đặc biệt hơn đôi loa BMB CS2000 mà anh Thắng đã chuyển vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, đây là toàn bộ cấu hình của chiếc loa mà đã tháo ra. Đây các bạn xem nhá. Đấy, cụ đang châm xương này. Rút cái dây ra. Ở cặp này là anh Thắng sẽ chuyển vào trong thành phố Hồ Chí Minh cho chị Hoàng Thị Mỹ Dung. Có đặt hàng ở trên sen đỏ của anh Thắng. Đây là toàn bộ chiếc loa. Đây các bạn nhìn thấy, xương đúc hoàn toàn nhá. Hai từ, ủ to. Đây là phân tần, kèm tép. Đây, các bạn quan sát. Để có số má hết. Lên chiếc nữa. Để toàn bộ cấu hình của loa. Bây giờ là tôi sẽ ghép bộ âm thanh này để các bạn chúng ta cùng thưởng thức nhá. Và đây là toàn bộ cấu hình của bộ dàn âm thanh bao gồm một đôi loa BMB CS2000 và một âm ly BO D3.2. Và tổng giá trị của bộ karaoke này là bao gồm là 6.600.000 đồng. Và tất cả cấu hình này thì các bạn xem bằng sau đấy nhá. Đây, sản xuất tại Trung Quốc. Hàng này là hàng loại 1 các bác nhá. Đây là hàng này là hàng loại 1 nhá, chứ không phải hàng loại 2 đâu. Mất điện rồi. Tôi mất điện rồi. Bộ này chị chuyển cho chị Dương Mỹ Quyên ở thành phố Hồ Chí Minh. Với cặp loa này thì chị đã có qua sen đỏ tham khảo. Thì anh Thắng có gian hàng trên sen đỏ nên là chị cũng đăng ký mua đôi loa này. Và sẽ được nhân viên Viettel, ngày mai nhân viên Viettel sẽ chuyển phát. Vì vậy các anh quý vị anh chị và các bạn nào mà đam mê âm thanh thì vui lòng bình luận ở phía dưới. Hoặc là gọi điện trực tiếp cho số điện thoại của anh Thắng là 0988 849 606 hoặc 0912 889 606, anh Thắng sẽ giao hàng toàn quốc. Giờ sẽ thử tiếng mic để cho các bạn chúng ta cùng thử lắng nghe xem. L1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alo, 1, 2, 1, 2. Đấy, các bạn thấy một khoảng cách từ mic đến loa là rất gần. Nhưng mà hiện tại ông âm ly này trông rú rất tốt nhá, không bị rú nhá. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alo, 1, 2, 1, 2. Chiếc âm ly này đã lắp hệ thống chống rú vào các bạn nhé. Nên khi ở trong phòng hát nhà mình thì các bạn hát thở thoải mái. Nên không sợ là bắt mic giống như các loại âm dạng âm ly bình thường. Âm ly của hàng Việt Nam lắp ráp hay là hàng cỏ của Trung Quốc. Đấy.
Ngoài ra anh Thắng còn các mẫu loa như sạc Vin Vega ST12, cặp này có trị giá là 7 triệu đồng, và cặp B3 X12i trị giá là 6.500.000 đồng. Đấy quý vị và các bạn, ai cần những dòng loa này thì cứ vui lòng liên hệ theo số điện thoại của anh Thắng mà anh Thắng đã đọc, hoặc là bình luận trực tiếp ở phía dưới video. Và trong khi xem video thì tất cả các bạn, những ai mà yêu quý kênh của anh Thắng thì vui lòng nhấn vào đăng ký kênh, sau đó nhấn vào chiếc chuông thì tất cả những video mới của anh Thắng sẽ được gửi đến toàn thể quý vị và các bạn, để chúng ta có sẽ được thông báo sớm nhất để vào xem. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị anh chị và các bạn đam mê âm thanh ở gần xa bằng những video clip sát. Thân ái và chào tạm biệt.